Ngủ gục lên cái video luôn. Nhưng buồn ngủ mà nó chạy xe là nó khác. Con buồn ngủ mà quay video áp lực không? Câu nó xong cái video. Tục mang á. Tục mang đó. Ừ, uống mang tiêu hóa vô. Không nghĩ được á, chứ không nghĩ được á. Một mình
cũng mất rồi, có được đứa con đó mẹ. Không phải tự nhiên mà có đứa con thì cho đi học đâu. Tôi biết chị khổ mà không tăng kể ghê. Bạn thấy rồi Hiền ơi. Ngay miệng luôn.